Hello, xin chào mọi người. Quay lại với chuỗi series hướng dẫn phần mềm Simple Facebook. Thì video lần này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để nhận xét đại diện của bạn bè của mình. Tức là mọi người có thể thả tim hoặc là một cái lời nhận xét nào đó nó vui vẻ, hoặc là nhận xét anh đại diện đẹp, hoặc là mình thả tim, hoặc là mình gửi nút like, hoặc là mình có thể soạn một cái nội dung nào đó mà phù hợp để nhận xét anh đại diện. Thì cái tính năng này nó sẽ giúp mọi người là tăng tương tác với click friend, tức là danh sách bạn bè của mình. Ngoài ra thì mình có thể gián tiếp bán hàng trên cái tính năng này, tức là khi mình nhận xét ai đại diện thì một cái người nào đó họ có cái khuynh hướng là họ sẽ xem mình là ai, mình là đối tượng nào, và tiếp theo thì họ sẽ xem là cái tường của mình thì sẽ có gì trên đó. Thì tiếp theo đó thì ví dụ như là mình đang cung cấp một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ mà họ có thể họ đang cần, khi mà họ thấy cái thông tin này thì đó là cũng là một cách mình gián tiếp bán hàng. Thì sau đó thì mình đã có một cái đơn hàng rất là đơn giản rồi từ cái tính năng này đó. Thì ok, hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người một cách để nhận xét đại diện tới những danh sách bạn bè. Đầu tiên thì mình sẽ mở phần mềm Simple Facebook lên như thường lệ thôi, mà chọn cái tài khoản để mình nhận xét đại diện. Ok, mọi người chờ một lúc tại vì danh sách bạn bè lên khá nhiều. Thường thì em sẽ sử dụng cái tính năng này tới khoảng 300-500 người mỗi ngày. Tức là em sẽ nhận xét đại diện của 300-500 bạn bè. Thì nếu mà nhận xét mọi người nhiều quá, tức là quá vượt mức, quá cái mức là 500 hoặc là 300, thì mọi người có thể lưu cái file danh sách bạn bè và chia file ra. Thì đây là cái danh sách bạn bè của em là 4030 người. Đó, nếu mà nhiều quá thì em sẽ chia file ra. Thì em sẽ lưu danh sách bạn bè này, em chỉ sẽ tìm cách tìm kiếm. Rồi sau đó em sẽ lưu danh sách UD. Ok, em sẽ lưu danh sách là bạn bè chẳng hạn. Em sẽ toàn tạm thời đã thoát cái tab đi. Ok. Sau khi đã có danh sách bạn bè thì em sẽ dùng phần mềm chia file. Phần chia file này mọi người có thể download ở trực tiếp ở trang chủ là atbsoftware.vn hoặc là tìm kiếm khách hàng.vn. Hoặc là em sẽ để một cái đường link download và hướng dẫn cụ thể cái phần mềm này ở phía dưới, thì mình có thể xem ở mục mô tả ha. Ok, tiếp theo em sẽ chọn cái file là file bạn bè của em vừa lưu. Em sẽ tạo một cái thư mục này mang tên là nhận xét anh đại diện bạn bè. Ok, mỗi file thì em sẽ chia khoảng tầm 300 người đi, chia file. Ok, cái file này nó sẽ chứa tệp, tức là chứa những cái tệp mà em đã chia ra rồi. Thì trong mỗi tệp này nó sẽ có khoảng 300 người. Thì mỗi ngày em sẽ gửi một cái danh sách này. Rồi em sẽ chọn cái tài khoản an toàn này. Em sẽ mở cái file, tức là cái file em đã chia ra rồi. Trong mục này nó sẽ có cái nhận xét là gì mà về. Ok, em sẽ ngày thứ nhất thì em sẽ gửi ngày thứ nhất. Ok, sau khi nó đã load lên xong, tức là nó tải lên xong, thì em sẽ click chuột phải vào một cái đối tượng bất kỳ ở trong cái danh sách này. Em sẽ thực hiện tính năng là nhận xét là đại diện. Thì nhận xét là đại diện này mình có thể tùy biến cái thông tin mình muốn gửi tới bạn bè, hoặc là mình có thể soạn một cái nội dung nào đó. Ví dụ như là em sẽ soạn cái nội dung đơn giản thôi, em sẽ thả tim chẳng hạn đi, hoặc là cái dấu like, thì mọi người có thể tùy theo. Ví dụ mình chào thôi, mình chào con ném, thì sẽ, ví dụ tới người này, ví dụ Đỗ Phú Huy thì nó sẽ là Đỗ Phú Huy, Hoàng Anh hoặc là Nguyễn, thì tương ứng là chào con ném nó sẽ chào với cái tên người dùng này. Bình thường thì em sẽ chỉ thả tim thôi. Mọi người có thể chọn một cái ảnh bất kỳ nha, một cái ảnh bất kỳ ở trong máy tính mình đã lưu rồi. Đâu. Ok, vậy là xong rồi. Thì chờ phần mềm chạy xong, thì sau đó thì mình đã gửi xong cái thao tác là nhận xét đại diện của cái danh sách bạn bè.
Ok, như vậy là em đã hướng dẫn xong mọi người cách để nhận xét hay đại diện của bạn bè. Và nếu mà danh sách đặc biệt quá thì có thể chia file, và mỗi ngày mình sẽ thời gian khoảng tầm 3 đến 500 cái dẫn xét hay đại diện tới với danh sách của mình. Thì mọi người nên ứng dụng cái tính năng này để tăng tương tác và giới thiệu bản hàng. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này.